thật sự học một môn nào đó mà đạt được tinh túy của nó, phải tôn sư trọng đạo. Tôn sư là gì? Là tôn trọng những mục mà chúng ta tu học. Ta tôn trọng đối với nó. Thầy giáo hướng dẫn ta, đương nhiên ta phải tôn trọng thầy rồi. Ta chăm chỉ học tập, có thể đạt được chân đế của nó. Quý vị không có tâm chân thành cung kính này, Phật Bồ Tát đến chỉ đạo quý vị, quý vị một thứ cũng không đạt được. Quý vị không đạt được gì cả. Quý vị đạt được là thường thức, là ngoài da. Thứ thật sự tốt đẹp là thứ ngoài văn tự. Quý vị làm thế nào có thể hiểu được âm ngoài tiếng đàn, ý ngoài lời nói? Ý nghĩa đó nói không ra được. Chỉ có chân thành cung kính mới có thể lãnh hội được. Vì sao vậy? Không lìa tự tánh. Chân thành cung kính là tánh đức. Dùng tánh đức để học, quý vị mới có thể minh tâm kiến tánh, quý vị mới có thể lãnh hội được. Nếu như không có tâm chân thành cung kính, quý vị ngày ngày bên cạnh Phật Bồ Tát, theo họ cả đời, quý vị vẫn là phàm phu, không học được gì cả. Thứ quý vị học được không tách rời sanh tử luân hồi. Đây là điều khó của Phật Pháp. Nếu như quý vị có tâm chân thành cung kính, thì Phật Pháp dễ dàng hơn bất cứ điều gì. Cho nên chân đế môn này, quý vị liền biết nó quan trọng biết bao. Chân đế là chân tâm, không có mảy may hư vọng nào. Chúng tôi mấy mươi năm nay đề xuất ra chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, 10 chữ. 10 chữ này chính là chân đế môn. Quý vị khởi tâm động niệm trái ngược với 10 chữ này, quý vị sẽ không thể nào trồng các cội đức được. Không phải là gieo trồng cội đức, mà quý vị trồng những gì? Quý vị trồng các nghiệp báo. Quý vị làm việc này, quý vị không phải đang tích đức, vậy là quý vị đang tạo nghiệp. Quý vị không thể không tạo tác. Khởi tâm động niệm là tạo tác, nói năng hành động là tạo tác. Ấn Quang Đại Sư lớn tiếng kêu gọi, dạy cả một đời rồi, được mấy người nghe hiểu, được mấy người giác ngộ? Đó chính là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.